nó vui rồi, nó theo nó ghẹo mình, nó nói vậy không biết nữa. Ừ. Thôi chừng nào nó ra tới đây rồi hả hai? À, thì bữa nay con ra, con mới xây sắp xong rồi, đi với anh thợ này là thầu, là xây cho bố mẹ con cái nhà sắp xong. Thì trên đường đi đi cho nhà cho những người mà khó khăn khổ á, thì cái hoàn cảnh của bà đó thì mấy hôm trước hôm nay quay phim thì cũng giúp đỡ tiền rồi, cũng có ít tiền để thủ già với chú Sắp. Chú Sắp ơi, ra chú Sắp. Kêu bằng anh được rồi, anh em được rồi, chú cũng khỉ mất. Rồi ra đây con tính nói cho bà câu chuyện là con muốn giúp cho bà một cái căn nhà cho nó đâu đó cho nó kiên cố, ví dụ như mấy cửa sổ này kia, rồi cái nền cho chú Sắp không có bò, mình sạch sẽ mấy cái này cho nó gọn gàng, cái nào không được thì mình đẩy ra hết. Đó, thì ý của bà sao, bà chịu không? Không ý. Chịu không? Chịu. Thì nếu mà em giúp đỡ dùm trời, cảm ơn không biết bao nhiêu, nói cái cảm ơn không biết là để cái chỗ nào cho được cho ở. Bây giờ thì cái chuyện đó thì không cần tới, thì quý vị thấy xa xa là chú Sắp từ xưa giờ, hôm nay cũng mấy tháng, một hai tháng em ghi hình cho quý vị xem á, thì chú Sắp á là có tật bò đi mà phải dịnh như vậy á. Có khi bà thì đi bệnh viện, ở nhà múc nước sông lên uống mấy tuần lễ, cũng cuộc sống cũng khó khăn. Nhưng mà bà năm nay là Tết nữa là 89 rồi, không phải con nói sao chứ thường thường sinh lão bệnh tử ai rồi cũng phải tới phần. Thì ở đây là con nghĩ được dài cho chú Sắp, có một mình, ví dụ như sửa cái nhà cho nó sạch sẽ kiên cố, sau này bà ví dụ trăm tuổi già chú Sắp cũng có chỗ che mưa che nắng, nó sạch sẽ. Ha, chú Sắp thấy chịu không? Chịu không? Chịu. Trong thời gian em thực hiện, em sửa này kia xây rồi ở đâu? Tôi tính như vậy nè, tôi tính nếu hả mà sửa thì chắc có lẽ là mua tăng rồi về rồi che, hai mẹ con ở đây chứ không có đi được. Thì ở đây để giữ cát đá xi măng đồ. Cái đồ đạc của mình mà nếu mà bỏ ra ngoài rồi tụi gia trang nó lấy hết. Đúng. Không thì ra cái góc xài dựng một cái tấm liều. Đúng rồi. Đem cái giường ra ngoài đó, bắt đầu giao cái chỗ này rồi bắt đầu là thầy thợ người ta làm lại. Ha. Dạ. Thì để con bữa nay con dẫn thợ theo. Để con tính đồ vật tư đồ như thế nào, tiền bạc như thế nào. Rồi con sửa cho bà. Cái này là của một cá nhân thôi, chứ cũng không phải là góp người 100, 200, 50 gì hết. Ha. Thì báo cho chú Sắp biết như vậy, tại vì thương, rất là thương. Thương anh đi, anh em được không? Thương ổng. Dạ. Thương rồi, quý vị thấy tay chân từ nhỏ giờ vậy đó, cô chú anh chị, nhà cửa nè, cửa sổ thì tại có vậy chứ mưa nó tạt đâu phải. Chỗ này á, cái giường ngủ cũng thành cái chỗ mà đồ ăn đồ uống rồi, tùm lum hết. Rồi cái nền á thì lông chó đâu nè, cát đất mà có khi bò, có khi mình mẩy rồi sình bùng không à, lông lá không nè. Thì bếp thì cũng để trong nhà luôn, không có gọn gàng hay này kia đó. Thì hôm nay em ghi hình để thông báo cho quý vị khán giả biết câu chuyện này. Thì câu chuyện này thì đã giúp tiền bạc thì cũng 2-3 tháng nay rồi, cũng đã có số vốn rồi, là bây giờ đến đây không có giúp tiền nữa nhưng mà giúp bằng cái nhà. Mừng không? Cảm ơn các mạnh thường quân để là giúp đỡ cho mẹ con tôi có chỗ mà đàng hoàng tử tế. Thì giờ cảm ơn không biết bao nhiêu nói, chứ giờ cũng không biết nói cái gì hơn nữa. Nói cảm ơn. Hôm nay có tiền cũng nghe trong người nó cũng vững tâm ha. Vững. Chú Sắp sợ chứ không? Lại với có số tiền là thuốc men này kia nọ, chứ phải không rài mà không có tiền chắc chết rồi. Đi vô nằm bệnh viện mà ngồi trầm trọc nhà mà 3 ngày 3 đêm không có nằm được. Nó hành nó nhức. Tại vì cái xương sống bây giờ nó cong vậy nè, nó cong quẹo qua bên cái mé sườn nè. Rồi chú Sắp hôm nay khi mà được chú bác anh chị đều giúp đỡ á, rồi cũng ăn uống cũng không có thiếu thốn như hồi xưa nữa phải không? Đồ ăn đâu còn không? Còn.
giờ cá mòi đâu cũng còn ăn dính dính chứ đâu có mà ăn vô phí quá. Ăn dính dính. Ăn dính dính. Thôi cứ ăn đi, ăn đi chứ mình. Qua nay mẹ con thôi chú chắc. Cứ ăn bình thường đi chứ để chủ yếu mình. Cơm nổi hả bà? Dạ. Nổi. Mà bữa nay ăn cơm với gì? Ăn cơm cái đó là nó ăn hết được rồi, ta to mà. Ta cho chuối. Chuối chát ha, chuối kho ha. Kho với miếng cá. Cá thì mua hả bác? Cá mua cá đồ hồng, con mua cá đồ hồng 50 ba. Cái hộp này bữa con cho phải không? Ừ. Này thịt chà bông nè. Để tẩm bổ cho hai người. Cơm. Đó. Thì đi đi xuống sau đi, đi vòng xuống sau để con coi nếu cái nào tận dụng được thì sử dụng. Đây hiện tại con dép thì không có cửa, đồ che cái nhà này là cái nhà có đường cầu hay nhà cột xi măng tạm bỡ, nhưng mà có thể cái tường này thì giữ lại chứ không phải phung phí, không phải là đập ra. Nhưng mà ở đây có điều là nhà có bị dột không? Nhà thì không có dột, nhưng mà cái dách này thì chắc có lẽ là phải quỷ cái dách này. Tại sao ạ? Tại vì cái dách này hổ bây giờ nó yếu lắm, đại diện hổ cô ba nó bút cái bờ á. Dạ. Rồi bắt đầu nó nứt cái gian tường ra. Rồi rồi tôi mới kêu thằng đến nó về, nó mới lấy xi măng nó cám lần đó thôi chứ không. Đây nè, cái gì? Nó nứt từ đây nè, nó nứt từ đây vòng lên đó. Nứt rồi cái bức tường này bị nứt phải không? Ừ, nó nứt mà nó bể gạch luôn á. Rồi, được con biết rồi. Đây. Nè, quý vị, tuy là nhà tường, đây là nhà cũng cho nay cũng mười mấy năm đúng không? Dạ. Mười mấy năm nhưng mà cây đà sắt cũng bị nứt nữa nè. Tường xung quanh bị rương nứt. Đây thêm hai ba chỗ nứt nữa nè. Để quay cho quý vị xem. Chỗ này cũng bị nứt. Tường bên đây cũng bị nứt. Đây tạm bỡ thì quý vị khán giả, em á thì không phải phung phí, bây giờ em tính là tường sẽ giữ lại nhưng mà em sẽ gia cố thêm, em sửa lại là bằng cách là em thêm sắt để câu gỉ tường lại, rồi xong rồi tô nâng nền lót gạch, rồi gắn cửa cho không bị tạt, cũng như là cái cửa sổ bà ngủ này chỗ này cũng mục hết rồi, mưa là nó tạt ướt vừa hết. Ủa, trong cái cửa sổ của chú Sách ngủ trong đây là có bị tạt không? Tạt luôn. Tạt hết luôn. Đó. Nó cái cửa sổ cũng đâu có gì đâu. Ngủ ngay đây. Quý vị thấy không? Lá cây cái chỗ ngủ như nè. Em tính là bắt đầu em lót cho sạch sẽ hết. Rồi ví dụ như là mình để tấm nệm lên mình ngủ cho nó cũng. Chú Sách cũng bò được. Ổng bò luôn, ổng bò vòng vòng đây cho nó. Giờ không phải chứ hai người đi ngang qua chỗ này nó cũng bị chặt nữa là khán giả. Em móc lấy ra hết. Thì để thôi, để giờ bây giờ bắt đầu em tính rồi em sẽ thực hiện sửa cái nhà này.